Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay hữu. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta. Một dấu đinh chân hữu, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh. Là lễ vô giá Chúa trao ban, đoàn con ghi dấu trọn mối tình. Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, Tủ sách Tín Thác đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 với những lá thư không gửi. Có Đường Tín Thác từ ngày 12 tháng 2 2024 và cuốn sách thứ ba là Hành Trình Lòng Thương Xót từ thứ hai 11 tháng 3 2024. Hôm nay thứ ba 16 tháng 4 2024 xin được gửi đến anh chị em và các bạn bài viết số 17 mang tựa đề Vua Ve Chai. Tôi không giận cô ấy, không nỡ giận. Sao lại phải giận? Đàn bà đẹp và mong manh, họ cần người đàn ông để tựa nương. Tôi thế này, ai mà tựa nương được? Cô ta bỏ đi là phải. 16 năm kiếp người như lá úa. Anh ngồi trên một bậc cửa là hai tảng bê tông vỡ. Cánh cửa ngôi nhà đóng im ỉm. Người dân cho biết muốn tìm anh thì đến vị trí đó thật sớm. Bởi khi sương tan, nắng lên, anh sẽ rời chỗ đó trước khi chủ nhà mở cửa. Khi tới thăm anh, chúng tôi không dám mặc đồng phục của thiện nguyện. Sợ anh ngại, đóng cánh cửa lòng lại. Thiện nguyện viên phải lân la đến bên anh coi sấp vé số, chọn mua vài tờ để làm quen, rồi lại lân la đến với người dân gần chỗ anh sống để tìm hiểu thêm về anh. Sau nhiều lần tìm cách tiếp cận làm thân, cuối cùng, cánh cửa lòng người đàn ông đóng chặt suốt 16 năm đã hé mở. Run rẩy, dùng cánh tay lành duy nhất còn lại kéo vội gấu quần, che cặp chân tàn tật, khẳng khiu. Thấy mà thương, khi nhìn mũi chỉ nơi gấu quần sờn bã do người đàn ông tàn tật tự khâu. Mũi thấp, mũi cao, mũi dài, mũi ngắn. Anh run lên bởi trời Sài Gòn bỗng trở lạnh, mà anh thì chỉ phong phanh tấm áo sờn. Hay đang run lên vì quyết định chia sớt với người dưng câu chuyện đời mình 16 năm đẳng đẳng chôn giấu trong lòng. Lời anh: tôi không ở nơi này, tôi từ thị trấn tới đây. Nhà tôi trước kia nằm ngay sau chợ thị trấn Hóc Môn. Đã 16 năm nay tôi là kẻ vô gia cư. Tai nạn bất ngờ dội xuống chỉ đúng một đêm. Sau một cú chóng mặt chúi nhủi, mở mắt ra là tôi thấy thân thể như thế này. Chạy thầy chạy thuốc khắp nơi, mọi cố gắng để chữa trị đều vô phương. Cơn đột quỵ làm tôi thành ra kẻ tàn phế. Anh Hùng dùng cánh tay phải nâng cánh tay trái cho chúng tôi coi. Tay trái anh giờ teo quắt, cổ tay gập lại, các ngón tay co rút và chuyển sang màu nâu. Cánh tay ấy đã chết lâm sàng ngay trên một cơ thể sống. Hai chân anh chỉ khá hơn một tí là không chết hẳn,
nhưng nó cũng teo lại và biến dạng. Để di chuyển, anh đi hình rích rắc và dùng một đoạn cây hỗ trợ thêm. Hai cái cẳng chân rụi rẹo là một cái chân, còn cái tay lành là cái chân thứ hai. Anh kéo lê tấm thân tàn như thế suốt 16 năm đằng đẵng. Sức tàn phế và đơn độc, ăn mày không xong, nhưng thân nam nhi ai lại đi ăn mày. Thôi, như bao kẻ phế nhân nơi đời này, tôi đi bán vé số nuôi thân. Chỉ cần ngày hai dĩa cơm, đừng làm gánh nặng cho ai hết, thế là được rồi. Không muốn làm gánh nặng cho ai, nhưng sẽ là nặng nề đau đớn xiết bao cho một con người gần như mất sức khỏe hoàn toàn như thế. Được biết, anh phải chia nhỏ một ngày của mình theo nhiều chặng. Sáng sớm, anh chọn ngồi ở điểm ngã ba, đón khách mua vé số từ mấy quán cà phê quanh đó. Vì buổi sáng lạnh, cái chân yếu anh không thể lên đường. Bắt đầu khi ánh nắng mặt trời lú ra, anh mới ra đi, vì anh biết rằng sẽ chẳng ai vui khi mới sáng sớm lại thấy một người tàn tật, khòng khoeo, thu lu ở trước cửa. Trong mọi sự, anh luôn nghĩ sao cho đừng để ai khinh, đừng để ai khó chịu về mình. Sau đó, anh mới đi bán dạo trong những hẻm hóc quanh vùng. Đến 2 giờ chiều, anh trả vé và sẽ tiếp tục đi 7 cây số nữa tới một nơi khác. Cuộc sống đơn điệu như thế mà cũng chẳng được suôn sẻ nhẹ nhàng. Đã 2 lần anh bị giật vé số, là vốn liếng, là cần câu cơm nuôi thân. Lần nhất gần đây, vừa lấy vé ra, 2 tên đi xe máy giật phắt trên tay anh, rồ ga chạy trốn. Tôi không thể kêu cứu, dù đã mở miệng tính thét lên, song bỗng nghĩ rằng người có tâm ác dám cướp cái miếng ăn của một kẻ tật nguyền thì nó cũng dám làm ác đạp cho tôi một phát nếu tôi hô lên. Tôi tàn tật yếu ớt thế này, nếu nó đạp ngang lưng thì chỉ có chết. Tôi đành im lặng. Thôi bỏ đi, tha cho nó, tha cho nó, những đứa trẻ cuồng, thứ tha cho nó. Bỏ đi, thứ tha cho nó, nghe sao mà quá nhẹ nhàng. Để rồi anh đành phải chọn giải pháp không mấy an toàn, là bấm bụng đi vay 1 triệu bạc của xã hội đen thành 1,2 triệu, phải đóng đủ 30 ngày, mỗi ngày 40 ngàn, thiếu một ngày sẽ bị cộng đúc thêm ngày nữa. Tôi đang phải cố, chỉ mong đừng ốm đau, góp cho xong để dứt nợ đã đành, nhưng còn phải để đừng đứt đoạn ngày góp nào, khỏi phải nghe lời làu bầu chửi mắng của họ. Trời sắp nắng và người đàn ông ấy sắp đứng lên ra đi. Chúng tôi xin kể lại cái kết bất ngờ khi thiện nguyện viên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần nâng đỡ một người anh em đã sống ẩn thân, gìn giữ những điều thiêng liêng nơi sâu thẳm cõi lòng suốt 16 năm. Tôi sống thế vì tôi là con của Chúa. Anh này, suốt những lời chia sẻ, chúng tôi thấy anh luôn giữ lòng tự trọng rất cao. Từ việc anh không muốn trở thành người ăn bám người khác, không muốn ngửa tay ăn xin, không ngồi trước cửa nhà người từ sáng sớm, đã đi trước khi gia chủ mở cửa, cho đến việc không muốn xã hội đen mắng chửi khi góp tiền không đều, và nhất là anh tha thứ cho đám trẻ cuồng giật vé số đập đổ nồi cơm của mình. Thật sự anh để lại cho chúng tôi những bài học làm người rất hay. Xin phép được hỏi anh, động cơ nào giúp anh sống đẹp như vậy? Sống đúng, sống đẹp. Đói cho sạch, rách cho thơm. Người đàn ông nở nụ cười hiền, gương mặt cằn cỗi sáng lên.
thú thật với các bạn, tôi không có gì để làm bài học cho các bạn đâu. Chỉ đơn giản thế này, tôi sống thế vì tôi là con của Chúa. Tôi sống thế vì tôi là con của Chúa. Thiện nguyện tín thác quá vui sướng khi cũng thú nhận mình thuộc cộng đoàn cầu nguyện lòng Chúa xót thương. Tới lúc này, chúng tôi bỗng thấy như là anh em một nhà. Anh bộc bạch: tôi vốn là con nhà đạo hạnh, rất ham làm giàu, làm tới mức gần 40 tuổi mới lập gia đình. Tôi mở đại lý ve chai. Thời bấy giờ, trong giới làm phế liệu trong vùng, tôi đứng đầu, làm trùm trong ngành này, cho nên người trong giới gọi tôi là vua ve chai cơ đó, vua ve chai. Rồi biến cố xảy đến. Chỉ có một đêm sau cơn đột quỵ, nhà cửa tan hoang. Khi biết cơn bệnh không thể phục hồi, người vợ rất đẹp của anh ôm hết tiền bạc cùng giấy tờ nhà bỏ đi biệt tích. Họ chưa kịp có với nhau dù chỉ một đứa con. Tôi không giận cô ấy, không giận đâu, không nỡ giận. Đàn bà đẹp và mong manh, họ cần có người đàn ông để tựa nương. Tôi thế này sao cô ấy có thể tựa nương? Thôi, cô ấy bỏ đi là phải. Buồn lắm, khủng hoảng lắm chứ. Lúc đấy nghĩ, hoặc là chết hẳn đi, còn không chết thì phải nghĩ cách mà sống thôi. Và thế là tôi ra đi khỏi thị trấn. Tính ra đã 16 năm không ai ra tay cứu tôi, trừ Thiên Chúa. Và đó là lý do mỗi ngày sau 2 giờ chiều trả xong vé số, anh đi tiếp đến một nơi đó cách 7 cây số. Nơi đó có một ngôi nhà thờ nằm phía sau thị trấn cũ. Tự thân anh không thể đi đến đó được, song Chúa luôn cho ta cách làm điều người đẹp ý. Anh xin đi qua giang từng chặng một. Ban đầu người ta cũng dò xét, riết rồi quen. Có người cho anh qua giang qua vài ngã đèn đỏ đèn xanh. Có người đi xe đạp cũng tới nhà thờ, lóc cóc chở anh đoạn còn lại. Người đàn ông tàn tật đó kiên trì đến với Chúa đấng giàu lòng thương xót. Ngụp lặn trong đại dương lòng Chúa thương xót, anh quên bất hạnh khổ sầu. Chúa quả thật có thứ thuốc chữa lành bệnh tật tâm hồn mà trần gian không có. Chúa ôm ấp đứa con của mình suốt 16 năm. Dù anh ấy không sắm nổi một cỗ chẳng hạt, và trời lạnh căm căm cũng không có nổi một cái áo khoác. Quả thật là mầu nhiệm. Chúa đã nâng đỡ anh từ chỗ hoàng kim giàu có sang trọng, có vợ đẹp xinh, bỗng rơi tõm xuống 9 tầng địa ngục của tàn phế, cô đơn và đói khát. Chúa cũng che mắt thế gian khi mà suốt gần 7 năm nay, anh đi qua giang xe về chính ngôi nhà thờ mà ngày xưa anh thường đi lễ. Bây giờ chẳng còn ai nhận ra vua ve chai trong thân phận rúm gió thế kia. Chúa cũng cho anh cảm nhận được lòng thương xót tha thứ của Chúa quá, cho nên anh mới có thể tha thứ hết thảy mọi sự đã qua. Tha thứ cho người vợ trẻ bỏ anh, lấy hết tiền bạc mà đi. Tha thứ cho người giật vé số của anh. Anh dìm mình trong tĩnh lặng vô bờ, trong sự hóa ra không, để tồn tại 16 năm đẳng đẳng. Có một chuyện cũng thật đáng nêu lên. Ấy là ở tuổi 57, quá yếu đau, anh từng về nơi cũ bên thị trấn hầu mong làm lại hộ khẩu của mình. Song khi cán bộ chuyên trách chỉ cho anh các thủ tục hồ sơ, anh có 2 luồng suy nghĩ. Thứ nhất, nếu theo đuổi làm thủ tục, anh sẽ phải dành thời gian lên phủ xuống đồn, ngừng bán vé số là sẽ không có cơm ăn.
và sẽ lại tiếp tục nợ thêm xã hội đen là điều anh không muốn. Thứ hai, nếu đi làm giấy hộ khẩu sẽ liên quan tới người vợ đã bỏ anh ra đi. Mọi sự đã an bài, không nên khơi đống cho tàn lại làm chi. Anh chấp nhận là người không danh tính. Bài học Chúa dạy trong chuyến công tác này đáng cho thiện nguyện tín thác và khát vọng suy gẫm. Thiện nguyện viên tháo chàng chuỗi trên cổ đeo cho anh. Chàng chuỗi đó là do người thầy, linh mục, lãng tử lòng thương xót đã làm phép tặng học trò, chúc lành cho bước chân thiện nguyện. Lúc này chàng chuỗi ấy cần cho hành trình sống của anh, đồng thời cũng gửi tới anh chút vốn phòng thân, giúp anh khoản tiền để trả dứt nợ giang hồ, cho anh được thanh thản sống hết chuỗi đời còn lại. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện Chúa kinh lòng thương xót, dâng lên ước vọng của anh. Sau tai nạn mất hết tất cả, thế nhưng anh không ước có nhiều tiền, nhưng ước chi nếu Chúa thương cuối ngày còn tờ vé số ế mà chúng được thì sẽ tạo một ô nhà vì anh đã yếu rồi. Lỡ chẳng may nằm chết ở cửa nhà người ta thì phiền cho họ lắm. Nghe mà thương, nghe mà xót, và cũng lại thấy chút vui vì anh ước không làm phiền cho người, chứ không phải ước cho mình nhà cao cửa rộng. Bây giờ, thiện nguyện tín thác và khát vọng rất thấm ý nghĩa của lời kinh nguyện vẫn ngân nga hát lúc 3 giờ chiều. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Trong cõi hồng trần bấp bênh này, ta sẽ hạnh phúc nếu neo bám vào lòng thương xót Chúa và xót thương nhau. Thì tai họa có dội xuống đầu, ta sẽ chịu đựng mà không quá ư khó nhọc. Anh vua ve trai ơi, chúc anh tiếp tục sống những ngày đời còn lại trong bình an. Một ngày rất gần, chúng tôi sẽ quay lại soạn biếu anh mấy chiếc áo khoác để anh mặc mỗi sớm mai cho ấm áp hơn. Anh hãy vui, giờ anh không cầu nguyện một mình, sẽ có một linh mục lãng tử, các thiện nguyện viên tín thác và khát vọng cùng cầu nguyện với anh. Chúng ta sẽ không cô đơn, không kiệt quệ nơi chốn khách đầy này. Tạ ơn lòng Chúa xót thương đã cho chúng con có cuộc gặp gỡ lạ lùng với ông vua vẻ trai. Chúa đóng ân trong tim con một dấu son tươi đỏ. Chúa đóng ân trong tim con một dấu son yêu mến. Chúa đóng ân trên thân con, tình Chúa luôn êm dịu, tình Chúa luôn cao quý, tình Chúa thật tuyệt vời. Nâng dấu linh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao ban.